Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 18 tháng 3, ông Vladimir Putin đã tái đắc cử vị trí tổng thống của nước Nga nhiệm kỳ thứ tư với chiến thắng tuyệt đối hơn 76% cử tri ủng hộ. Theo đó, ông sẽ nắm quyền ít nhất là đến năm 2024, đánh dấu 20 năm cầm quyền. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vừa diễn ra tại thủ đô Buenos Aires, Argentina trong hai ngày 19 và 20 tháng 3. Tại đây, các bộ trưởng và lãnh đạo các thể chế tài chính đều cam kết thúc đẩy thương mại tự do. Ngày 21 tháng 3 theo giờ địa phương, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản lên 1,5-1,75%, mức cao nhất trong một thập niên dựa trên triển vọng tăng trưởng vững mạnh của nền kinh tế Mỹ. Cũng trong ngày 21 tháng 3, Quốc hội Mỹ đã công bố gói chi tiêu trị giá 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, cung cấp ngân sách cho chính phủ Mỹ hoạt động tới cuối tháng 9 năm 2018. Thỏa thuận này đã được chỉ ít ngày trước thời hạn chót vào đêm 23 tháng 3. Ngày 22 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định áp gói thuế quan trị giá tới 60 tỷ đô la Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc về lý do chống lại việc ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, đồng thời hạn chế các hoạt động đầu tư của quốc gia này vào Mỹ. Bốn nước Bắc Âu gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan đang phát triển tốt nhất thế giới. Các quốc gia này luôn ở phía trên bảng xếp hạng của tất cả mọi thứ, từ cạnh tranh kinh tế, y tế đến chỉ tiêu về hạnh phúc. Theo đó, Bắc Âu nổi lên như một mô hình kinh tế xã hội kiểu mẫu cho cả Âu, Mỹ và Á hướng tới. Cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế hiện nay đang nhấn chìm hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, nhưng kinh tế ở Bắc Âu chỉ bị tác động rất hạn chế. Vậy Việt Nam có thể học hỏi gì từ những kinh nghiệm của Bắc Âu? Chương trình Thế giới sự kiện tuần này sẽ cùng quý vị giải đáp thắc mắc này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thành tựu về kinh tế và hội nhập của khu vực này. Bắc Âu là khu vực kinh tế thịnh vượng và ổn định bậc nhất trên thế giới. Với tổng dân số chỉ xấp xỉ 30 triệu người, nhưng lại có diện tích rộng lớn trên 3,5 triệu km2. 5 nước thành viên trong khu vực bao gồm Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Iceland luôn nằm trong danh sách 10 quốc gia thịnh vượng nhất thế giới. Các nước này có nền kinh tế, công nghiệp, dịch vụ quản lý phát triển ở trình độ cao, các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển mạnh mẽ và có vị thế cao trên thế giới. Tại sao khu vực hẻo lánh, dân cư thưa thớt, với mùa đông băng giá và những vùng hoang vu mênh mông này lại thành công đến vậy? Đó là bởi các nước Bắc Âu có một mô hình phát triển kinh tế xã hội rất đặc biệt. Thông tin này đã được chia sẻ tại buổi tọa đàm khoa học Mô hình kinh tế xã hội Bắc Âu, thành tựu và bài học kinh nghiệm. Học hỏi lẫn nhau là một trong những nét đặc trưng của mô hình hợp tác Bắc Âu. Những phương thức có hiệu quả của một quốc gia sẽ nhanh chóng được mô phỏng lại ở các quốc gia khác. Về các đặc điểm của mô hình xã hội Bắc Âu thì gồm có dịch vụ chất lượng cao và các yếu tố cân bằng xã hội, phân phối thu nhập qua chính sách thuế và các thể chế vững mạnh. Các nước Bắc Âu cũng có những cải cách mạnh mẽ dịch vụ công cộng. Đan Mạch và Na Uy cho phép các công ty tư nhân điều hành các bệnh viện công. Thụy Điển có một hệ thống giáo dục, trong đó các trường học tư nhân cạnh tranh mạnh với các trường công lập. Thuế được cắt giảm với tỷ lệ áp dụng cho doanh nghiệp chỉ là 22%, thấp hơn nhiều so với ở Mỹ. Nhân kỷ niệm ngày Bắc Âu 23 tháng 3, Đại sứ quán 4 nước khu vực gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan đã mời các diễn giả hàng đầu về chính trị, kinh tế và xã hội ở các nước sở tại đến Việt Nam để chia sẻ về mô hình kinh tế xã hội Bắc Âu, thành tựu và bài học kinh nghiệm. VTV đã may mắn mời được 2 trong số các diễn giả tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Ông Kim Mosasi, nguyên Bộ trưởng Thương mại, thành viên Quốc hội Phần Lan. Luật sư Henrik Moon, đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp Na Uy. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình Thế giới sự kiện để chia sẻ về những kinh nghiệm của mình trong việc phát triển kinh tế bền vững và thúc đẩy thương mại tự do của Bắc Âu. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến quý vị nhân ngày Bắc Âu. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ nhìn lại đến mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu. Thưa ông Sasi, mối quan hệ kinh tế hiện nay giữa hai khu vực có gì đặc biệt? Mối quan hệ chính trị giữa Việt Nam và khu vực Bắc Âu hiện đang hết sức tốt đẹp và kéo theo mối quan hệ kinh tế cũng có những nền tảng hết sức tốt đẹp trong suốt nhiều thập kỷ qua. Chúng ta có thể thấy là hiện nay tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam khá cao và tỷ lệ nghèo đói cũng được giảm mạnh. Gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đã thay đổi khá nhiều so với thời gian trước,
đặc biệt là trong hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai khu vực. Chúng ta thấy có rất nhiều tiềm năng trong hợp tác kinh tế, và nếu Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được thực hiện, thương mại giữa Việt Nam và Bắc Âu sẽ còn cao hơn nữa. Và tôi cũng thấy có nhiều cơ hội trong lĩnh vực đầu tư, và đầu tư từ Bắc Âu vào Việt Nam sẽ cao hơn nếu phía Việt Nam cải thiện được sự minh bạch trong quá trình thu hút đầu tư của nước ngoài. Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta cũng nên nghĩ về lĩnh vực dịch vụ. Đây là một lĩnh vực quan trọng. Tại Bắc Âu, chúng tôi có hệ thống giáo dục hết sức tân tiến và có thể góp phần hỗ trợ Việt Nam trong trao đổi kiến thức. Tại Bắc Âu, chúng tôi có một số khóa học đào tạo có thể đem lại cho các bạn kinh nghiệm, ví dụ như quản lý nhân lực, thương mại quốc tế. Trong các lĩnh vực này, chúng ta có thể tìm thấy những cơ hội rất tốt, làm nền tảng cho quá trình hợp tác kinh tế giữa hai khu vực. Ông có muốn bổ sung gì không thưa ông Moon? Đâu là những điểm còn hạn chế trong quan hệ thương mại giữa hai nước? Vâng, tôi muốn nhấn mạnh những điều mà người bạn đồng nghiệp Phần Lan của tôi, ông Sasi vừa chia sẻ. Chúng ta đã thấy được sự gia tăng mạnh mẽ trong thương mại và đầu tư giữa Bắc Âu, trong đó có Na Uy, đất nước của tôi và Việt Nam trong thời gian qua. Chúng ta đã thấy mức tăng trưởng hơn 30% trong xuất khẩu từ Việt Nam sang Na Uy và hơn 15% trong xuất khẩu từ Na Uy sang Việt Nam. Trên thực tế, vấn đề là làm thế nào để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên. Liên đoàn Doanh nghiệp Na Uy của chúng tôi đã có hơn 10 năm làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Chúng tôi đang phát triển các cơ chế đối thoại xã hội cũng như thúc đẩy thương mại. Và có vẻ như cơ chế này đang hoạt động rất hiệu quả. Đặc biệt, các doanh nghiệp, các thành viên tham gia vào chương trình và các dự án của chúng tôi. Và về lĩnh vực của chúng tôi, đó là đối thoại xã hội. Có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia vào lĩnh vực này. Đây là một cách để cải thiện khả năng đàm phán trong thương mại. Và Na Uy không thuộc về Liên minh châu Âu như Phần Lan, nhưng chúng tôi là một thành viên của EFTA, Hiệp hội Tự do Thương mại châu Âu, và chúng tôi đang đàm phán về một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Tôi hy vọng hiệp định này sẽ thành công. Vậy có những hạn chế trong quan hệ giữa hai khu vực thì sao thưa ông? Về cơ bản, khi các thỏa thuận tự do thương mại dẹp bỏ các rào cản, thì các khó khăn còn lại chỉ là vấn đề ngôn ngữ, địa lý, tìm hiểu về điều mà cộng đồng mong muốn, doanh nghiệp mong muốn, tìm lợi thế cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bạn biết đấy, giữa Việt Nam và Na Uy, các bạn có một số lĩnh vực có nhiều lợi thế. Na Uy và Phần Lan của tôi và ông Sasi cũng có thể hỗ trợ về công nghệ và kỹ thuật. Ví dụ như lĩnh vực đánh bắt cá, cả hai bên đều có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Và tôi có ấn tượng rằng lực lượng lao động của Việt Nam đang dần lớn mạnh và trình độ giáo dục cũng đang được cải thiện. Đây là một tín hiệu tốt, nên đây không còn là một hạn chế mà ngày xưa chúng ta từng gặp phải. Vâng, được biết Bắc Âu luôn giữ được đà phát triển kinh tế bền vững và tránh được tác động từ bất ổn trên thế giới. Đâu là bí quyết của các chính phủ khu vực này? Có lẽ ông Kimmo Sasi có thể trả lời câu hỏi này. Vâng, sau Thế chiến thứ hai, chúng tôi bắt đầu khôi phục đất nước, và để đảm bảo được sự ổn định và hòa bình, chúng tôi phải xây dựng được sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực. Ý tưởng đơn giản là khi chúng ta có cùng chung một ý tưởng, chúng ta nên đàm phán thay vì xung đột, và các nước cần phải học cách để hiểu nhau hơn và xây dựng tình cảm giữa con người với con người. Điều này rất quan trọng. Tiếp theo, khi chúng ta tồn tại trong một liên minh hay một khu vực hợp tác, chúng ta phải tìm được những lợi ích tương đồng. Và khi chúng ta tìm được những lợi ích tương đồng, chúng ta sẽ có những bước đi đúng hướng. Điều này sẽ đảm bảo sự ổn định và bền vững. Khi mà vấn đề hợp tác được quan tâm, quan hệ kinh tế theo đó cũng sẽ phát triển. Và thực tế đã chứng minh điều này. Bắc Âu đã có một liên minh vững chắc và đem lại lợi ích kinh tế cho rất nhiều công ty, tăng thương mại giữa các nước và giảm đói nghèo. Nếu chúng ta tìm cách giải tán liên minh này, hay kìm hãm sự phát triển hợp tác đa phương, tiêu chuẩn đời sống của quốc gia tự nhiên cũng sẽ suy giảm. Bên cạnh đó, sự di chuyển của con người cũng là một yếu tố hết sức quan trọng. Khi người dân học được cách sống và làm việc ở một quốc gia khác, họ sẽ hiểu hơn về con người và phát triển mạng lưới liên hệ của mình. Điều này cũng sẽ giảm xung đột giữa các nước. Tôi sẽ lấy Phần Lan là một ví dụ. Khi Phần Lan chuyển từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp, rất nhiều người bị thất nghiệp và chuyển sang Thụy Điển để tìm việc làm, bởi Thụy Điển đang bị thiếu lao động. Đó là trong giai đoạn những năm 1960, đó là cách chúng ta hợp tác.
Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng sẽ rất có ích khi chúng ta tham gia vào một liên minh. Chúng ta có thể học hỏi từ những quốc gia khác những điều tốt đẹp nhất, cách họ giải quyết một vấn đề hiệu quả như thế nào. Sau đó chúng ta cải thiện nó theo cách của chúng ta. Đây là một điều cực kỳ có ích. Không thưa ông Moon, đối với tình hình Việt Nam, kinh nghiệm nào của Bắc Âu mà chúng tôi có thể áp dụng? Vâng, như tôi đã đề cập, tôi làm trong lĩnh vực đối thoại xã hội và các nước Bắc Âu khá tiêu biểu trong vấn đề duy trì ổn định và sự công bằng giữa các liên đoàn lao động và các công ty tuyển dụng. Sự cân bằng và hòa hợp này sẽ tạo ra sự vững mạnh của một công ty. Liên đoàn công đoàn và các doanh nghiệp có sự hợp tác vững chắc sẽ giúp cho người dân có chỉ số hạnh phúc cao, sẽ tạo ra sự ổn định chính trị, xây dựng được các cơ chế doanh nghiệp tốt. Điều này đồng nghĩa với việc tạo được sự tin tưởng hòa hợp giữa chính trị và xã hội, giữa quốc hội, chính phủ và người lao động. Tôi nghĩ chúng ta cần và hoàn toàn có thể xây dựng được sự tin tưởng trong xã hội. Điều quan trọng là chúng ta có quyền cho người lao động và các quyền này cần được thay đổi cho phù hợp với điều kiện của từng thời điểm và với thị trường lao động. Và như người bạn Phần Lan của tôi vừa nói, điều quan trọng là chúng ta có thể duy trì được quan hệ với các đối tác, dù ở tầm quốc gia hay doanh nghiệp hay giữa người với người. Tôi không biết tình hình cụ thể tại Việt Nam như thế nào để đưa ra kinh nghiệm cụ thể cho các bạn, nhưng rất nhiều nước châu Âu đã áp dụng mô hình của Bắc Âu về các vấn đề này. Năm 2018, dự kiến Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-EU EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực. Khu vực Bắc Âu sẽ là một cánh cửa để doanh nghiệp tiếp cận thị trường EU một cách toàn diện nhất, tận dụng được các lợi thế mà Hiệp định này mang lại. Bên cạnh đó, khu vực Bắc Âu cũng đem lại nhiều bài học về phát triển kinh tế bền vững và thúc đẩy thương mại cho Việt Nam cũng như khu vực ASEAN. Trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, các nước Bắc Âu từ lâu đã có quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù cách xa về địa lý, những người bạn Bắc Âu luôn dành cho Việt Nam tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ tích cực. Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch cũng là những nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Quan hệ giữa các nước Bắc Âu và Việt Nam đã được thiết lập từ cách đây hơn 45 năm. Mối quan hệ này bắt đầu từ hỗ trợ phát triển, sau đó dần mở rộng sang các lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư, chính trị và văn hóa. Đối với Na Uy, chúng tôi chứng kiến nhiều doanh nghiệp mở các văn phòng tại Việt Nam để tăng cường hợp tác thương mại. Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và khối EFTA, mà Na Uy là một thành viên, hiện đang trong quá trình đàm phán. Chúng tôi rất hy vọng việc đàm phán sớm hoàn tất, đóng góp cho việc mở rộng các mối quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu còn ở mức khiêm tốn, chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của chính phủ và nhân dân hai nước, do còn một số thách thức các nước cần khắc phục. Đương nhiên, trong các mối quan hệ đều có thử thách. Khó khăn lớn nhất giữa các nước Bắc Âu và Việt Nam chính là chúng ta ở xa nhau và sự bất đồng trong ngôn ngữ. Tuy nhiên, chúng ta có đủ khả năng vượt qua điều này. Và thử thách nữa là làm sao chúng ta kết nối được với nhau. Chúng tôi đã và đang chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm về thành công, thất bại và làm sao để tiếp tục phát triển. Tôi nghĩ có rất nhiều điều chúng ta học được ở nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu mỗi năm đạt khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 500 triệu đô la Mỹ và nhập vào khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Việt Nam và các nước Bắc Âu cũng đã ký hầu hết các hiệp định hợp tác về khoa học kỹ thuật, thương mại, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, cho nên thuê hai lần hợp tác vận chuyển hàng không. Thưa ông Moon, cá nhân ông khi làm việc với doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, ông nhận thấy những thay đổi gì của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập của Việt Nam? Cá nhân tôi sau 3 đến 4 năm làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam, tôi cảm thấy các chủ doanh nghiệp Việt Nam luôn cố gắng trở thành một ông chủ tốt hơn. Họ không phải thể loại bảo nhân viên phải làm, mà lắng nghe ý kiến của họ, tìm hiểu và nghiên cứu định hướng tốt hơn. Đây là một điều rất tốt, giống như kiểu mẫu tại châu Âu mà cá nhân tôi đang rất đồng tình. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy sự thay đổi tại đất nước các bạn. Tôi hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng. Đó là phía các doanh nghiệp. Còn đối với ông thì sao, thưa ông Sasi? Ông nhận định thế nào về vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong Hiệp định EVFTA cũng như CPTPP?
Vai trò của Việt Nam rất quan trọng và được đánh giá cao trên thế giới. Việt Nam đã tham gia tích cực vào hệ thống thương mại quốc tế và ngày càng phát triển. Các bạn đã đàm phán, đưa ra các quy định và thực hiện các quy định một cách nghiêm túc. Các bạn luôn cố gắng giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tôi đánh giá cao điều này. Tăng trưởng của Việt Nam rất mạnh mẽ và các bạn có thể hoàn toàn trở thành một con hổ kinh tế thực thụ và thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận thương mại tự do EVFTA. Tôi hy vọng đến đầu năm 2019, thỏa thuận này sẽ có thể có hiệu lực. Tại thời điểm đó, thuế sẽ được giảm giữa Việt Nam và các nước EU. Điều này đồng nghĩa với việc thương mại giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu sẽ gia tăng. Trên thực tế, hiện nay thặng dư thương mại giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu đang nghiêng về phía Việt Nam. Tuy nhiên, ý tưởng của tự do thương mại là các doanh nghiệp nhận được lợi thế tốt nhất khi đưa hàng hóa sang nước bạn. Về hiệp định CPTPP, trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng đã được ký kết tại Chile vừa qua. Đây là một tín hiệu tốt cho các nước châu Á. Đó là các bạn có thể hợp tác và phát triển thương mại tự do một cách mạnh mẽ. Châu Á, châu Âu và Mỹ, hiệp định tự do thương mại với từng khu vực này sẽ mang lại lợi ích mạnh mẽ cho Việt Nam khi có hiệu lực. Ý kiến cá nhân của tôi, đó là WTO hiện chưa thực sự hiệu quả. Chính vì thế, chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa FTA giữa các khu vực. Nhìn xa hơn, khu vực ASEAN đang thúc đẩy hội nhập hơn nữa. Vậy chúng tôi có thể học tập gì từ kinh nghiệm của các nước Bắc Âu? Điều quan trọng là ASEAN có thể thúc đẩy thương mại giữa các nước và nhiều khu vực khác như một khối thống nhất. Thực tế, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU và đóng một vai trò khá quan trọng. Sự hội nhập tại ASEAN càng lớn thì giá thành sản phẩm mà các bạn xuất khẩu càng rẻ. Các bạn có thể thực hiện mô hình sản xuất các linh kiện của một mặt hàng tại các nước khác nhau. Theo đó, giá thành sản xuất khi chúng ta hội nhập sẽ thấp hơn trước đây. Bên cạnh đó, các bạn cần cải thiện hệ thống đầu tư. Các bạn có các quy định về đầu tư tốt hơn, chặt chẽ hơn, thì thu hút đầu tư vào cả khu vực sẽ cao hơn. Vấn đề là cách chúng ta quản lý thương mại trong cả khu vực như thế nào. ASEAN là một đối tác khu vực rất quan trọng trên thế giới, như tôi đã đề cập. Và kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ, đó là mỗi quốc gia có một lợi thế cạnh tranh nhất định, một sản phẩm đặc thù nhất định, và chúng ta cần một thị trường lớn hơn để bán sản phẩm này với mức thuế thấp. Và trong trường hợp này, ASEAN là một khu vực để Việt Nam có thể đưa sản phẩm ra thị trường lớn hơn, sau đó từng bước đưa sản phẩm đó ra thế giới. Cảm ơn ông. Thưa ông Moon, ông nhận định thế nào về những lợi ích mà Việt Nam thu được từ các thỏa thuận thương mại, ví dụ như thỏa thuận mà Hiệp hội Tự do Thương mại Châu Âu mà Na Uy là một thành viên đang đàm phán với Việt Nam? Như chúng ta đã biết, các nước Bắc Âu là một khu vực dựa trên sự hợp tác, hội nhập với thuế thấp và mở cửa và đầu tư rất nhiều vào các nước khác, và điều này đem lại lợi ích lớn cho chúng tôi. Ấn tượng của tôi khi làm việc với các công ty Việt Nam, đó là các bạn cũng có nhiều chi nhánh của các công ty nước ngoài tại Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, v.v. Theo đó, chắc chắn các bạn đã có một môi trường hội nhập cho các nhà đầu tư. Như vậy là các bạn đã có sẵn nền tảng rồi và chỉ cần phát triển hơn nữa. Chúng tôi là các nước Bắc Âu. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cho việc hội nhập và điều chúng tôi có thể nói là tự do thương mại cực kỳ quan trọng. Chúng tôi là các nước nhỏ và chúng tôi không thể đóng cửa và phải hợp tác để tồn tại. Thương mại tự do đem lại lợi ích cho chúng tôi và theo đó sẽ đem lại lợi ích cho các bạn. Việt Nam đã có nền tảng, các bạn chỉ cần phát triển nó để thu về lợi ích cho mình. Vâng, một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, các nước Bắc Âu từ lâu đã có quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù xa cách về địa lý, những người bạn Bắc Âu luôn dành cho Việt Nam tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ tích cực. Với những chia sẻ vừa rồi của các diễn giả, chúng ta có thể học hỏi được không ít kinh nghiệm để phát triển kinh tế và hội nhập với EU. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.